Dù phần phim cuối cùng của Harry Potter đã kết thúc cách đây 10 năm, nhưng mỗi năm trôi qua lại có thêm một vài tác phẩm được remake, tái remake, make đi make lại dựa trên hoặc lấy cảm hứng từ bộ truyện gốc nổi tiếng này. Nếu như các tác phẩm ăn theo được tác giả thừa nhận như Đứa trẻ bị nguôn rủa hay Fantastic Beasts thường không tạo được tiếng vang như kỳ vọng, chủ yếu vì những hậu bối này có xu hướng phá banh nguyên tác, thì lại có những bộ phim fan-made hay những dự án độc lập được nhiều sự quan tâm. Chào mừng đã quay trở lại với Tendikers, mình là Minh Dễ Thương và sau đây hãy cùng chúng mình nghía qua tờ House of Gone, phim ngắn kể về nguồn gốc của chúa tể Voldemort nhé. Câu chuyện của quá khứ. Chuyện nhà con là một tác phẩm không chính thức do đạo diễn người Pháp Joris Faucon-Rimoult thực hiện. Chi phí dành cho bộ phim do chính các fan của Harry Potter đóng góp rơi vào khoảng 62.000 euro, tương đương với 1,6 tỷ tiền Việt, một con số nhỏ xíu xiu so với những chi phí hàng trăm triệu đô mà mỗi phần phim Harry Potter tiêu tốn. Tuy nhiên, bộ phim ngắn với thời lượng gần 30 phút này vẫn thành công, khiến không ít khán giả suýt xoa trầm trồ. Dựa trên những chi tiết vụn vặt nằm rải rác trong cả bộ truyện về gia tộc con, đạo diễn và ekip đã tái hiện lại những lát cắt về cuộc đời của Tom Riddle hay chúa tể Voldemort. Bộ phim bắt đầu bằng phân cảnh một người đàn ông chạy ra khỏi dinh thự nhà con với câu buộc tội cô là một phù thủy. Đáp lại, người phụ nữ ở cửa chỉ nhìn một cách lãnh đạm rồi quay vào. Trở về 9 tháng trước, Bob Ogden, giám đốc sở thi hành luật pháp đến nhà con để thông báo và thi hành quyết định bắt giữ cậu con trai Morfin Con của ông Marvolo vì tội thực hiện bùa chú lên một số Muggle trong ngôi làng gần đó. Và một trong số đó đã phải chịu hậu quả hết sức nặng nề. Ngay từ cửa ngôi nhà, hai cha con đã bộc lộ sự dị biệt của mình. Khi cậu con liên tục nhặt lá đá ống bơ, cười những trang cười giận tóc gáy. Về phần ông bố, ông ta thể hiện tư tưởng thuần huyết thượng đẳng khi ngay lập tức hỏi về gốc gác vị khách đến thăm nhà. Cùng với đó, Marvolo tỏ vẻ dung túng cho những hành động hành hạ Muggle dã man của con trai và cho rằng họ xứng đáng phải chịu những hành hạ như vậy. Bước vào ngôi nhà, Bob bắt gặp những bức tranh tường nhà con cũng chẳng bước nào được bình thường. Ông nào ông nấy trông đều có tiềm năng tội phạm cả. Kẻ bình thường nhất trong gia đình con là cô gái Meropinia, nhưng cô lại là một Squib, một phù thủy mà gần như không có năng lực pháp thuật. Cha cô coi đó là một nỗi ô nhục của dòng họ danh giá và đối xử với cô không khác gì một con gia tinh. Nói đến dòng họ danh giá, thì cách phổ biến nhất khi bị công an sờ gáy là gì? Đúng rồi, hãy cất lên câu thần chú mày biết bố mày là ai không? Phát huy kinh nghiệm này, ông Marvolo cũng lập tức thị uy với Bob bằng cách khoe ra chiếc nhẫn gia bảo dòng họ con, dấu hiệu của việc họ thuộc những hậu duệ cuối cùng của ông anh hai nhà Peverell. Nhắc lại cho bạn nhớ, thì ba anh em Peverell chính là chủ nhân của những bảo bối tử thần, trong đó hai người anh sở hữu viên đá phục sinh có quyền năng gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Bên cạnh đó, Marvolo cũng không quên khoe ra gốc gác hậu duệ của Salazar Slytherin của gia đình mình. Điều này lý giải cho tư tưởng thuần huyết của ông. Đồng thời, nếu bạn xem phim và thắc mắc hai cha con nhà con thường xuyên giao tiếp với nhau bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, thì đó chính là xà ngữ. Khi ông khách Bob Ogden chuẩn bị tiễn ra cửa, thì bỗng cô con gái nhà con có ánh nhìn lạ lùng ra ngoài cửa sổ. Hóa ra crush của cô vừa mới cưỡi ngựa đi qua cùng với bồ của anh ta. Tom Riddle, mặt mũi khôi ngô, gia đình tài phiệt, bảo Meropinia không mê cũng khó. Ông anh trai của cô lại được thể châm chích vào, khiến cha cô nổi trận lôi đình vì sự chắc nết của con gái khi điều một gã Muggle bẩn thỉu. Ông bóp cổ Meropinia đến khi còn nửa cái mạng, ông ra đũa ngăn cản. Bất ngờ thay, đáp trả lại sự can ngăn của ông là một câu thần chú xanh lá mà ai cũng xa lánh, vì biết đó là Avada Kedavra, thần chú giết chóc. Sự chân chu nuột nà của Morfin khi gã thực hiện thần chú này cho thấy đây là câu thần chú ưa thích của hắn và hắn đã thực hiện không ít lần. Một cuộc đối đầu đầy lộn xộn đã diễn ra hai cha con nhà con với Bob, đánh từ nhà ra ngõ, đánh từ sân vào đến rừng, cho đến khi sắp sửa Sukana thì Bob được hội anh em gồm 4 thần sáng khác đến tương trợ. Họ tiếp tục đánh nhau từ rừng ra phố, từ mặt đất lên đến bầu trời, rồi lại đánh từ trên trời xuống dưới đất. Cổ nhân đã có câu, 2 đánh 1 không chột cũng què, đây lại còn là 4 đánh 2 thì tất nhiên kết quả cũng không có gì khác biệt. Hai cha con sau khi hành 4 vị thần sáng tơi tả, cuối cùng cũng bị bắt. Đang bị kìm kẹp dưới ách đô hộ của hai người đàn ông cổ hủ trong nhà, giờ bỗng nhiên được hưởng tự do muôn năm, Meropinia lập tức cầm lọ tình dược đến gã Crush chơi thuốc. Trong bộ phim, chúng ta không tận mắt nhìn thấy Tom Riddle bị dùng tình dược mà chỉ như một điều gợi ý. Điều này thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng của đạo diễn và biên kịch với bộ truyện Harry Potter, vì trong truyện, dù Meropinia được miêu tả là đã từng muốn dùng tình dược để du quyến Tom Riddle và cụ Dumbledore cũng tin là như vậy, thì Tom Riddle con, aka Voldemort, lại khẳng định rằng việc cha anh bỏ đi không phải do thuốc hay tác dụng mà bởi ông phát hiện ra vợ mình là một phù thủy, chưa tình dược thì chỉ như mồi châm ban đầu mà thôi. Dù sao thì với phiên bản nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể khẳng định một điều là sau 9 tháng bên nhau và hạ sinh quý tử thì Tom Riddle đã rời bỏ hai mẹ con Meropinia như phân cảnh ở đầu phim. 30 năm sau, phim chuyển tới một bữa tiệc xa hoa lộng lẫy tại dinh thự Lestrange. Lúc này, Tom Riddle đã trở thành một thế lực không nhỏ với không ít đồ đệ theo hầu phía sau. Nhưng tất nhiên cậu vẫn chưa có số má. Dấu mốc đánh dấu màn comeback của Tom chính là trong bữa tiệc này khi cậu có cuộc gặp gỡ với Hepzibah Smith, một hậu duệ xa của Helga Hufflepuff. Tại đây, Hepzibah trao hàng Tom hai món đồ, một là chiếc cốc vàng của Helga và món đồ còn lại là chiếc vòng cổ của Salazar Slytherin. Hóa ra 30 năm trước, trong tình cảnh khốn khó, Meropinia đã đem chiếc vòng gia bảo đi đến tiệm ông Borgin để cầm cố với giá rẻ mạt và sau đó Hepzibah đã mua lại.
Bà ta thể hiện niềm tự hào không giấu giếm với món đồ, đồng thời khẳng định bà sẽ giữ chúng đến chết. Ư thích thì chiều. Bằng một cú lìa đũa sắc lẹm, Tom Riddle cắt cổ người phụ nữ tội nghiệp và cầm theo hai món đồ của bà. Trước đó, không quên cho bà ta biết người phụ nữ tội nghiệp bà vừa nhắc tới chính là mẹ anh ta. Cả vũ hội hoảng loạn chạy trốn, đám tử thần thực tử quay lại quanh chúa tể của chúng và các thần sáng từ bộ pháp thuật lập tức xuất hiện. Dẫn đầu nhóm thần sáng là một cố nhân, Bob Ogden. Trái với lần chiến đấu trước, lần này toàn bộ thần sáng đều thất thủ dưới tay của Tom Riddle và đồng bọn. Thậm chí, Bob Ogden còn bị kết liễu bởi một cú Avada Kedavra man dợ. Trước khi cuộc chiến kết thúc, Bob nói những lời cuối cùng với Tom Riddle rằng rồi sẽ có kẻ kết liễu được anh ta. Cảnh phim chuyển đến một vài phân cảnh tương lai, nơi ở đó Tom Riddle chạm trán với vợ chồng Porter và đó chính là lúc hắn giết cả hai vợ chồng nhưng cũng hồn phi phách tán khi tung cú phép nhắm vào Harry. Kết thúc trận đấu, một người phụ nữ có vẻ là Bellatrix ra cửa dinh thự, triệu hồi một cái dấu hiệu hắc ám lên bầu trời, đánh dấu việc Tom Riddle đã chính thức trở thành Lord Voldemort. Và đó là kết thúc của phim ngắn The House of Gaunt. Sức hút từ sự chỉn chu. Có thể nói, dù với nguồn kinh phí ít ỏi, nhưng câu chuyện nhà con thể hiện rõ cái tâm của những nhà sản xuất khi có sự nghiên cứu kỹ lưỡng bộ truyện gốc. Các chi tiết thể hiện trong phim hầu như toàn bộ đều được lấy từ trong truyện, từ các phần khác nhau, ngoại trừ chi tiết Voldemort gặp gia đình Potter ngoài cửa khi sáng trời, chứ không phải đến căn nhà bí mật của họ như trong nguyên tác. Cùng với đó, phần kỹ xảo được thực hiện mượt và đã mắt, đạo diễn đặc biệt đầu tư cho các pha cận chiến, từ đánh tay đôi đến đấu nhóm. Với những bùa phép dù không gọi tên ra, nhưng dựa vào sức mạnh và màu sắc thì các Potterhead cũng thừa sức đoán ra đó là bùa gì. Màu phim và những cảnh quay ngoài trời cũng không khác gì một tác phẩm được đầu tư với nhiều tiền. Cảnh quay trong nhà có phần hạn chế hơn, nhưng cũng đáp ứng được kỳ vọng. Không thể không kể đến sức hút của The House of Gaunt nằm ở chàng Voldemort thời trẻ quá ư là hút mắt. Người ta vẫn nói đã là phản diện thì xin đừng đẹp trai, nhưng chúa thể hắc ám phiên bản có mũi này của Maxon de Volfovo thì ngoài đẹp trai còn tỏa ra khí chất lạnh lùng bad boy nữa. Bảo sao một bà cô như Hepzibah Smith cũng có phần đong đưa lả lơi trước cậu trai trẻ. Chỉ tội nàng có lòng mà chàng thì chẳng có dạ. Cậu trai trẻ rồi nó cắt cổ cướp đồ lúc nào mà không biết. Những điểm trừ. Một phim ngắn kinh phí thấp như The House of Gaunt vẫn có những điểm trừ nho nhỏ. Đây như là một món quà dành cho các Potterhead, những người đã quá hiểu về thế giới pháp thuật kỳ ảo. Vì vậy, phim không có một sự kiện trung tâm xoay quanh một nhân vật trung tâm đủ vững chắc. Tất cả những gì được thể hiện trong gần 30 phút chỉ là hai sự kiện chính. Một là trận chiến nhà con và hai là trận chiến ở dinh thự Lestrange. Chính vì thế, nếu không phải là một fan của Harry Potter, người xem sẽ cảm thấy phim ngắn này khá lỏng lẻo và khó tập trung. Đổi lại, việc khai thác lát cắt này trong cuộc đời của Voldemort giúp các nhà làm phim có cơ hội đưa lên màn ảnh trận đấu phù thủy đầy kịch tính và mãn nhãn. Bên cạnh cốt truyện, phim còn thể hiện một chút vụng về trong kỹ thuật âm thanh và sử dụng nhạc phim. Nhiều phân cảnh nhạc phim vang lên khá là vô duyên và không ăn khớp với nhịp độ của cảnh quay. Cuối cùng, màn hóa trang trong phân cảnh 2 của Voldemort và đàn em trông hơi hoa lá cành so với cá tính của chúa tể hắc ám. Đành rằng là đến vũ hội hóa trang, nhưng mình không nghĩ là Voldemort sẽ chọn một chiếc mặt nạ trắng như thế này đâu. Dù sao chăng nữa, The House of Gaunt cũng là một phim ngắn đáng xem và chiều lòng được nhiều Potterhead dù là khó tính. Bạn đã xem phần phim này chưa? Comment bên dưới cho Ten biết cảm nghĩ của bạn nhé. Đừng quên like, share video và subscribe kênh để đón xem những video tiếp theo về Harry Potter của chúng mình nhé. Mình là Minh Dễ Thương, còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.